bám sát cái xe to thì cái xe con của Đoan thì ông bảo em đi xe thứ ba, thì xe em đi bám sát xe thứ ba thì một dán đường đồng cái thì là người ta chen luôn vào giữa cái là người ta cắt luôn em ở đấy, mấy xe ở đâu cắt ở đằng sau hết này. Masuk ikut sini. Biar orang nak masuk. Sebab bila dia orang masuk, dia orang boleh bawa kita masuk.